Này xuống xuống. Lần đầu tiên đấy, có lẽ học xong rồi mới đi xuống. Gọi gì? Bên này một đứa rồi, sau đứa sau. Rồi. Hào. Nhưng mà Hào rồi. Hả? Đức. Cái đứa này học sinh giỏi. Có học sinh giỏi là Linh với này ấy thôi. Linh này cái gì nhỉ? Quang Nguyễn thôi. Linh với Quang Ly. Rồi, còn hai đứa. Đấy, chỉ Linh thôi. Còn một đứa con thì chú Mạnh đâu? Chơi nào đó. Ờ, đây.